máy giặt sấy nội địa Nhật, đời cao, hàng đẹp như mới. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Tôi mới tiếp nhận một cái nhu cầu của anh khách như thế này. Anh nhắn tin cho tôi: em ơi, anh đã mua một cái tủ lạnh mặt kính ở nhà em rồi. Anh đang có nhu cầu để đổi cái máy giặt, thì em có mẫu máy giặt nào đời cao đẹp như mới mà em cảm thấy ưng ý thì em chọn giúp anh một cái. Anh không đến được, thế nên là tôi sẽ làm clip này để gửi cho anh, cũng như là giới thiệu đến các bạn một mẫu máy giặt đời cao, model cao cấp của Panasonic, hàng nội địa Nhật, hàng mua đấu giá đẹp như mới luôn, hàng vừa về các bạn nhé. Tôi vừa bóc xốp ra và quay clip cho các bạn xem luôn. Nếu như các bạn xem cái clip mới khui thùng máy giặt mới nhất của tôi thì các bạn cũng sẽ không thấy model này đâu, tại vì model này vừa về xong các bạn ạ. Model này chính là Panasonic NAVX800BL, đời cực cao luôn các bạn nhé. Sản xuất năm 2021, năm 2022, siêu mới luôn. Được trang bị giặt 11 cân với đầy đủ tất cả mọi tính năng luôn, đầy đủ tất cả các chế độ giặt. Có giặt nước nóng, tự lấy nước giặt nước xả. Lấy nước giặt nước xả tự động có nghĩa là chúng ta sẽ cho rất là nhiều nước giặt và nhiều nước xả vào. Sau đó thì đến mỗi ngày chúng ta giặt, nó sẽ lấy ra một chút để nó giặt. Hết thì chúng ta lại cho tiếp. Đó là cái chế độ tự lấy nước giặt nước xả tự động. Lấy nước giặt nước xả tự động. Có hệ thống cảm biến Ecolavi và bao gồm tất cả các cái chế độ giặt ở trên này. Các bạn nhìn thấy đúng không? Rất nhiều chữ, rất nhiều chế độ, rất nhiều chương trình. Thế nhưng sử dụng thì lại rất đơn giản. Chúng ta sẽ đi xem qua mẫu máy này và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy là cực kỳ dễ dàng luôn. Đó. Đây là một mẫu đời cao. Chính như vậy nên chúng ta nhìn thấy nó đẹp như mới luôn. Bên cạnh đó thì lại là một mẫu hàng mua đấu giá. Các bạn thông cảm nhé, đây là băng dính. Chúng ta lau đi là sạch thôi. Nhưng hàng tôi vừa khui, tôi chưa kịp lau. Đó, tôi muốn cho bạn xem chất hàng thực tế khi vừa bóc ra nó đẹp như thế nào. Thường thường thì những mẫu tầm trung sẽ là sản xuất khoảng năm 2010, năm 2012. Đã rất là đẹp rồi đúng không ạ? Tôi tin chắc rằng khoảng 70% tất cả khách hàng đang xem clip này của tôi mà nhà đã dùng máy giặt Nhật thì đều dùng những cái mẫu sản xuất năm 2010 đến năm 2012. Thế nhưng đây là một mẫu sản xuất năm 2021, năm 2022. Có nghĩa là đời cực mới luôn. Chính như vậy nên là cái chất máy cũng sẽ rất mới. Tôi quay hết hai bên thành vách trước sau cho bạn xem, để cho chúng ta xem là nó có thực sự là mới hay không, có xứng đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra hay không. Cái băng dính xanh kia là của chính hãng nhá, chứ không phải về tôi dán vào đâu. Thực sự là vừa mới bóc xong các bạn. Tôi quay các bạn xem luôn đây, bẩn này, còn chưa lau này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem kết cấu của con máy này. Và sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng qua để các bạn sẽ hiểu được tính năng của nó. Đấy, và giá trị của nó như thế nào. Bình thường thì một con máy giặt chúng ta cần nhất điều gì ạ? Chúng ta sẽ cần thứ nhất là giặt, thứ hai là sấy, đúng không ạ? Giặt thì phải sạch, sấy thì phải khô, chống nhăn, tiết kiệm điện nước. Và có một yếu tố không thể không nhắc đến, đấy chính là gì ạ? Phải bền, đúng không ạ? Phải thực sự bền. Thì mẫu máy giặt này nó sẽ đáp ứng được tất cả các cái tiêu chí đấy. Con này các bạn nhìn là series 8. Series 8 ở đây thì là nó sẽ là một series mà có bảng điều khiển LCD, có màn hình LCD và có bảng điều khiển là phím ấn cơ. Chính như vậy nó cho chúng ta một cái độ bền cao nhất. Ở khu vực này là khu vực đổ nước giặt nước xả tự động. Khu vực này sẽ là khu vực lấy rác sấy. Mỗi một lần giặt sấy xong chúng ta lên vệ sinh một lần. Tại vì sao? Tại vì sẽ rất nhiều bụi vải nó lấy lên trên này. Bình thường chúng ta giặt cái máy giặt ở Việt Nam xong chúng ta thấy là quần áo giữa các màu nó sẽ lẫn sang nhau. Vì vậy nó sẽ bẩn đúng không ạ? Bụi bẩn. Thì ở cái máy giặt này nó sẽ lấy hết bụi vải lên trên đấy. Còn khu vực dưới này thì sẽ là một khay rác ướt. Nghĩa là khoảng một tuần thì chúng ta sẽ vệ sinh khay rác này một lần. Cường độ vệ sinh của khay rác này thì sẽ lâu hơn là khay rác ở bên trên. Đó. Mẫu này được thiết kế 11 cân. Chính vì vậy nên lồng giặt của nó rất rộng. Còn nguyên phụ kiện bên trong tôi chưa bỏ ra. Với cái lồng giặt rộng này đó thì nó sẽ có một số cái lợi ích. Thứ nhất là giặt sạch hơn. Thứ hai là chống nhăn tốt hơn. Các bạn nhìn lồng còn nguyên 7 màu. Thì đây là thể hiện cái việc là máy dùng siêu lướt. Đó, dùng siêu lướt luôn các bạn ạ. Tại vì những cái inox mà chúng ta mà dùng nhiều thì nó sẽ bị bạc trắng đi. Thực sự thì đây là một mẫu rất mới các bạn ạ. Vì sản xuất năm 2021-22 thì nói thật với các bạn là thời gian sử dụng cực ít luôn. Đó. Đấy là cái kết cấu của cái máy. Còn vấn đề sử dụng thì sao? Chúng ta nhìn thấy nó sẽ có các cái nút vật lý như này. Rất nhiều nút. Đó, nhìn có vẻ là khó sử dụng đấy đúng không ạ? Đây tôi đã cắm điện luôn rồi. Và tôi sẽ bật cho các bạn xem. Cái này thì tôi sẽ dán tiếng Việt lên từng nút
Thế nhưng các bạn yên tâm là sử dụng cực đơn giản luôn, tại vì nó tự động toàn bộ. Chúng ta nhìn ở khu vực này, chúng ta sẽ thấy nó sẽ có 3 cái chương trình chính. Chương trình đầu tiên này là chương trình giặt không sấy, khi giặt xong thì chúng ta sẽ phơi lên như cái máy giặt ở Việt Nam. Chương trình thứ hai này là chương trình giặt sấy kết hợp, khi chúng ta giặt xong thì quần áo sẽ khô hoàn toàn và chúng ta có thể mặc luôn mà không cần phơi, và sấy chống nhăn, thậm chí không cần phải là luôn các bạn nhé. Chương trình cuối cùng này là chương trình sấy không giặt, có nghĩa là chúng ta giặt tay xong cho vào sấy thì sẽ chọn chương trình dưới cùng này. Đó, để sử dụng chúng ta chỉ cần bật máy lên, ấn nút này để chọn một trong ba chương trình này. Sau đó chúng ta ấn khởi động. Đó, là máy sẽ tự động cân quần áo để đưa ra mức thời gian, mực nước phù hợp với lại cái lượng vải của chúng ta, mà chúng ta không cần chọn thủ công như những cái máy ở Việt Nam. Rất là tiện lợi các bạn ạ. Đó, thì cái này nó có một cái hay là như này. Thiết kế của con máy giặt Nhật thì nó sẽ là cửa ngang và lồng nghiêng. Với cái lồng nghiêng á, thì khi đang giặt mà chúng ta quên đồ, chúng ta có thể là ấn tạm dừng và chúng ta cho thêm đồ vào được, mà chúng ta không cần phải giặt lại từ đầu. Rất là hay, không sợ trào nước các bạn ạ. Khu vực này chúng ta thấy là có giặt nước nóng này, 15 độ, 30, 40, 60 độ. Đó, nếu mà chúng ta muốn giặt nước nóng chúng ta sẽ chọn ở đây. Cái này thì đấy, các bạn thấy sử dụng rất là đơn giản. Chỉ cần chọn một trong ba chương trình này, ấn khởi động là xong rồi. Và tôi sẽ có dán tiếng Việt lên các cái nút này. Bên cạnh đó thì có một bản dịch tiếng Việt chi tiết ở tất cả các cái chữ trên bảng điều khiển này, để chúng ta có thể ngâm cứu và chúng ta có thể chọn thủ công nếu như chúng ta thích. Còn ngoài ra thì chúng ta cứ để tự động thôi. Hiện tại bây giờ máy nhà tôi dùng gần 15 năm nay rồi, tôi chưa một lần nào tôi chọn chương trình cụ thể cả. Hoàn toàn để tự động hết, rất là tiện các bạn ạ. Đấy. Nói về chất máy thì cực đẹp rồi. Đó, nói về tính năng thì sao? Vì tất cả những cái tính năng cần thiết thì ở mẫu máy này đều có. Nó sẽ không có một số tính năng phụ mà chúng ta không nhất thiết phải cần. Ví dụ như là bảng điều khiển cảm ứng này. Đấy, hay là kết nối điện thoại này. Đó là những một số chương trình mà không nhất thiết phải cần thì mẫu này nó sẽ không có. Còn tất cả những tính năng cần thì nó đều có, để cho chúng ta một cái giá trị cốt lõi, đấy chính là giặt sấy, đúng không ạ? Thực sự rất đẹp luôn. Nhưng mẫu máy này thì chúng ta không có bất kỳ một cái gì để chê nó cả. Đó, nếu như các bạn đến xem trực tiếp chắc chắn các bạn sẽ ưng ngay. Nếu các bạn mà quan tâm về mẫu máy này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn thêm, hoặc là đến xem hàng tại kho hàng Nhật Bùi Huy, số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Đấy, đợt này thì kho Nhật Bùi Huy về rất nhiều máy giặt luôn. Đấy, và khách hàng đặt cũng rất là nhiều. Khi mà đặt mẫu nào thì kho Nhật Bùi Huy sẽ bắt đầu bảo dưỡng mẫu đấy, còn bình thường thì sẽ về để nguyên bản như thế này. Đấy, tất cả đều chất hàng đấu giá, chúng ta nhìn đấy ạ. Một cái đặc điểm chung các bạn nhìn này. Tất cả chất hàng đều cực đẹp luôn, mướt mát luôn. Không phải mông má gì cả. Những mẫu máy mà đang tháo ra ở đây là đã có khách đặt rồi và kỹ thuật đang bảo dưỡng các bạn nhé. Bảo dưỡng xong cho giặt thử lúc đấy sẽ giao khách. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kho Nhật Bùi Huy. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.